Hello các bạn nha. Này mấy anh em mình mùng 2 Tết mà mấy anh em mình phải chinh tồn ngoài ruộng ngoài đồng nè. Nấu nồi cháo nhái nè. Quê nấu đây, nấu bên này nấu cái gì? Nấu một... Hôm nay anh em mình ăn Tết nhất mình không còn gì nhậu hết trơn á, nếu nhậu vật có đồ mà thịt này kia hơi bị nhiều cho mình. Bữa nay mình chơi nhái. Nấu cháo ngoài đồng ruộng. Ok. Đó. Dễ dàng chưa? Ok. Bắt đầu mình chính mình tái công chuyện luôn các bạn ơi. Nãy giờ thì mình không có quay được tại vì không điện thoại hết pin. Cho nên là mình phải kiếm cục sạc rồi mình sạc xong rồi mình mới quất được nè. Chơi quay được nè. Trong cái chỗ mình nhậu. Nó có sâu lấp thêm miếng nữa để nó chảy chịu. Vô. Không, vô, vô. Đi vô, 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 vô. Không, các bạn nấu nấu ở ngoài ruộng cái nấu kiểu này nè, thấy không? Muốn nấu cái gì cũng được, muốn nướng cũng được, muốn nấu cũng được, dễ mà. Vô, tìm chuyện ơi. Vô nè. Cái này mình thì có thêm đĩ bê đê nè. Hàng á. Quay lên đây à. Mẹ, YouTube.